Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá thuê mặt bằng bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh diễn biến trái chiều. Tập đoàn TH muốn làm khu du lịch hơn 30.300 tỷ ở Lâm Đồng. Còn đô theo ảm đạm nhất 5 năm nhưng giá vẫn cao. Thưa quý vị, tháng này, giá chào thuê bình quân một căn nhà phố để kinh doanh ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là 128 triệu đồng mỗi tháng, theo dữ liệu của nền tảng công nghệ bất động sản nhà tốt. Như vậy, giá trào thuê đã giảm liên tiếp trong 3 tháng qua, từ mức 166 triệu đồng mỗi tháng vào tháng 11 năm 2023. Giá trào thuê mặt bằng nhà phố nhìn chung giảm bất chấp nguồn cung thu hẹp thời gian qua. Khi nhận nguồn cung toàn thành phố trên đà suy giảm từ giữa năm ngoái, dù có tăng nhẹ khoảng 15% hồi tháng 10, sau đó tiếp tục hạ nhiệt. Đến hiện tại, nguồn cung giảm đến 31% so với tháng cuối năm 2023. Theo hãng dịch vụ bất động sản Ovoizen Drunk Canada, giai đoạn sức tiêu dùng yếu 2 năm qua đã dẫn đến làn sóng trả mặt bằng kinh doanh ở nhà phố và các khối đế, thương mại quy mô nhỏ. Điều này khiến nhiều mặt bằng nhà phố ở các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bỏ trống thời gian dài. Tuy nhiên, ngược với hiện trạng nhà phố cho thuê ế ẩm, giá thuê tại các trung tâm thương mại lại đi lên. Báo cáo của Avision Trang cho hay, đến cuối năm 2023, giá thuê tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 46 đến 300 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài trung tâm, giá thuê tăng 2% và đạt 20 đến 115 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. CBRE cũng cho rằng thị trường bất động sản bán lẻ trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt về giá thuê. Năm ngoái giá thuê tại các vị trí đắc địa tiếp tục tăng nhờ sự gia nhập và mở rộng tích cực của các nhãn hàng cao cấp và hạng sang. Các ngành hàng như dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và thời trang có sự mở rộng tích cực. Sức hấp thụ tốt bất chấp nguồn cung đã bổ sung gần 100.000 m2 sàn. Sang 2024, sức hút của mặt bằng nhà phố kinh doanh và trung tâm thương mại dự kiến duy trì xu hướng tương tự. Các chuyên gia cho rằng giá trào thuê nhà phố kinh doanh có giảm nhưng vẫn thuộc mức cao một số môi giới không kỳ vọng giá sẽ giảm sâu vì có chủ nhà chấp nhận bỏ trống thời gian dài theo đó những vị trí đẹp ở trung tâm thường thuộc về các chủ sở hữu có nhiều bất động sản không phụ thuộc thu nhập vào cho thuê một mặt bằng duy nhất ngoài ra họ chỉ chấp nhận khách thuê kinh doanh với một số sản phẩm dịch vụ nhất định Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương vừa yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ phục vụ việc công ty cổ phần tập đoàn TH lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương dự án khu du lịch quốc gia Đan Kia Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng. Theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000 được phê duyệt năm 2022, khu du lịch có quy mô gần 4000 ha gồm một phần diện tích thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương và một phần thuộc phường 7, thành phố Đà Lạt. Dự án được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 30.300 tỷ đồng, gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, còn vốn vay và vốn huy động khác gần 25.800 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế và hàng đầu khu vực Tây Nguyên là khu dịch vụ du lịch tổng hợp, trong đó công suất lưu trú du lịch khoảng 7.000 phòng, trung tâm giáo dục đào tạo khoảng 6.000 học sinh, sinh viên, bệnh viện viện dưỡng lão khoảng 1.200 giường. Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng khu vực này sẽ hình thành 10 phân khu chức năng, gồm trung tâm du lịch tổng hợp, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, sân golf, trung tâm giáo dục, du lịch văn hóa, làng biang, sinh thái nông nghiệp kết hợp với du lịch, dược liệu kết hợp với du lịch và phân khu chức năng phụ trợ đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Tập đoàn TH do bà Thái Hương sáng lập, được biết đến là một trong những ông lớn ngành sữa tại Việt Nam. Trong 4 năm gần đây, tập đoàn liên tục khảo sát đầu tư các dự án sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành như Lâm Đồng, Con Tum, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Yên Bái. Trước đó, vào cuối năm 2023, tập đoàn TH đã có buổi làm việc cùng tỉnh Lâm Đồng về đề xuất đầu tư khu du lịch quốc gia Đan Kia Suối Vàng cùng một số dự án tổ hợp nhà máy theo mô hình kinh tế xanh tuần hoàn. <laughs> Thưa quý vị, báo cáo thị trường bất động sản 2023 của DKRA Group cho biết, sức cầu chung của Condotel, căn hộ nghỉ dưỡng năm 2023 xuống thấp nhất 5 năm trở lại đây. Lượng tiêu thụ sơ cấp chỉ bằng 1 phần 3 năm 2022. Hầu hết dự án đều chung cảnh bán hàng chậm, trong đó hơn một nửa dự án sơ cấp đóng giỏ hàng, không ghi nhận phát sinh giao dịch. Tại Đà Nẵng và vùng ven, khu vực từng là thủ phủ của loại hình Condotel, sức cầu xuống mức thấp nhất trong 10 năm và chỉ bằng 3% năm 2022. Nếu như cả năm 2023, thị trường này có tổng 690 căn hộ biển mở bán, thì chỉ có 13 căn được giao dịch. Năm qua, nguồn cung căn hộ biển cùng chung cảnh ảm đạm, ít dự án mới tung ra thị trường. Chỉ 445 dự án ra mắt năm qua có dự án mới. Nguồn cung sơ cấp giảm hơn 3% so với năm 2022, chủ yếu ở những dự án cũ bán từ trước năm địa phương có tỷ trọng nguồn cung sơ cấp cao nhất gồm Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng rổ hàng đều trong đã giảm từ 7 đến 22% so với năm 2022. Trong khi đó, lượng tồn kho Condotel trên thị trường vẫn lớn. Số lượng tồn kho lũy tiến trong năm 2023 đã tăng lên khoảng 50.000 căn. DKRA cho biết thanh khoản thị trường ở mức rất thấp, tập trung ở những dự án hoàn thiện và có giá dưới 3 tỷ đồng một căn. Tuy nhiên mặt bằng giá sơ cấp ít biến động, thậm chí vẫn neo ở mức cao. Trong đó giá bán cô đô theo cao nhất lên đến 155 triệu đồng mỗi mét vuông tại phía Nam, còn miền Bắc và miền Trung cao nhất khoảng 124 triệu đồng mỗi mét vuông. Trên thị trường thứ cấp, hiện tượng giảm giá 10 đến 15% so với giá trên hợp đồng xuất hiện tại một số dự án tại Đà Nẵng và vùng ven, chủ yếu ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Lý giải diễn biến trên, Phó trưởng ban nghiên cứu thị trường Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết thanh khoản căn hộ biển xuống thấp do nhiều dự án vướng mắc về pháp lý nên chưa thể ra hàng. Trong khi hàng tồn kho chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, giá trị lớn phải cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cắt lỗ từ các nhà đầu tư mua trước đó. Giá cao, sức cầu yếu khiến giai đoạn thị trường đóng băng ảm đạm với loại hình căn hộ du lịch dự báo còn kéo dài. Các chuyên gia phân tích cho hay, nền kinh tế hiện tại chưa có nhiều chuyển biến tích cực dòng tiền thu nhập từ du lịch khó tăng trưởng đột phá. Vì vậy, thị trường Condotel có thể mất 5 đến 7 năm tiếp theo để phát triển bền vững hơn. Nếu muốn phá băng, chuyên gia cho biết các yếu tố cần có là tháo gỡ rào cản về đầu tư xây dựng, cấp phép sổ hồng cũng như khơi thông nguồn vốn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.